Nguyên, ngươi chạy cái gì? Khí thế lúc trước đâu rồi? Phương Nguyên cười lạnh không nói, đi thẳng về phía con sói đầu đàn lôi quan sát chết ở trong thung lũng. Đứng lại! Cỗ uy áp này là sao? Đây vẫn là tu vi tam chuyển sao? Không được, ta phải chặn hắn lại. Thôi, vẫn là rút lui trước đã. Binh nhận phong bạo, chiêu thức như vậy, tuy nói là công thủ toàn diện, uy lực to lớn, nhưng nó có một khuyết điểm, chính là khó có thể thu phóng tự nhiên. Đương nhiên, cơn bão này va vào lôi quan đầu lang, cũng có nguyên nhân từ tâm tính của Bạch Ngưng Băng. Chết tiệt, Bạch Ngưng Băng làm như vậy, lôi quan đầu lang sau khi chết, trên người, em rằng không còn lại chiến lợi phẩm gì có giá trị nữa rồi. Nhưng Bạch Ngưng Băng không hề bận tâm, ngược lại càng ngày càng cuồng nhiệt, dường như đang tận hưởng cảm giác sảng khoái của linh trì vạn thú vương. Từng con cổ trùng hoang dã từ trên người lôi quan đầu lang bay ra. Những cổ trùng này đều là ký sinh trên người lôi quan đầu lang, hỗ lợi lẫn nhau, cùng nhau sinh tồn. Bây giờ lôi quan đầu lang sắp chết, chúng liền tự chạy trốn. Nhanh chặn những con cổ này lại. Tiếc là chính xác cổ của ta là địa thính nhục nhĩ thảo, không thể tăng cường thị lực. Trên người con lôi quan đầu lang này chắc chắn có ký sinh trị liệu cổ. Có thể bắt được nó hay không là dựa vào vận may của ta rồi. Là một con cổ trùng công kích. Tên Phương Nguyên kia. Tìm thấy rồi. Hóa ra là lôi độn cổ. Cổ trùng phòng thủ. Có thể hình thành một tấm lá chắn ánh sáng hình bán nguyệt. Tuy nói hiệu quả không tệ, nhưng tiếc là không phải trị liệu cổ mà ta cần nhất. Cách đó không xa còn một con. Hay là đi xem con cổ trùng đó đi. Phương Nguyên, ngươi đừng chạy. Không kịp nữa rồi, chân nguyên không còn nhiều, lấy con lôi độn cổ này vậy. Xuân Thu Thiền. Diêm Minh Cổ. Phương Nguyên, ngươi ra đây cho ta. Tam chuyển điện nhãn cổ sao? Tiếc là không có năng lực nhìn xuyên thấu. Mặc dù ta đã thăng lên tam chuyển, nhưng chân nguyên dự trữ trong không khiếu chỉ có 4/2. Vừa rồi nhìn như chiếm hết thượng phong, nhưng lại không thể kéo dài. Bây giờ, trong không khiếu chỉ còn lại chưa đến 3 phần chân nguyên. Không ngờ thực lực của Cổ Nguyệt tộc lại mạnh như vậy. Cổ Nguyệt tộc ta và Bạch gia các ngươi thế không đội trời chung. Hôm nay không phải người chết thì là ta vong. Không ngờ lúc này, Cổ Nguyệt tộc đã có 3 vị gia lão tử vong. Bạch gia cũng chết 2 vị. Mỗi một vị gia lão đều là trụ cột của gia tộc. Vậy mà lại hy sinh nhiều như vậy. Nếu không phải Bạch gia nhúng tay vào chuyện lôi quan đầu lang, tất cả chiến lợi phẩm đều là của Cổ Việt tộc. 3 vị gia lão cũng sẽ không chết. Không trách tộc trưởng muốn cùng tộc trưởng Bạch gia bất tử bất hư. Cổ trùng bay ra từ trên người lôi quan đầu lang. Không biết những gia lão này đã bắt được bao nhiêu. Hiện tại trên sân còn lại 3 con. Xoay quanh 3 con cổ trùng hoang dã này, hình thành 3 thế trận. Thủy Long Cổ. Cổ Nguyệt Thương Tùng, ta thao ngươi. Hừ, Bạch Ngọc Phong, những cổ trùng này ban đầu đều là chiến lợi phẩm của Cổ Nguyệt tộc ta. Kết quả bị Bạch gia các ngươi xem ngang một tay. Đã chúng ta không có được, vậy các ngươi cũng đừng hòng có được. Cổ Việt tộc các ngươi đã không còn được nữa rồi. Bạch gia chúng ta nhất định sẽ quật khởi, sẽ đạp các ngươi dưới chân. Ngươi sống sót rồi hãy nói. Cổ sư bình thường không có Xuân Thu Thiền hỗ trợ. Muốn bắt cổ trùng hoang dã tương đối phiền phức, vừa phải bắt được cổ trùng, lại không thể ra tay quá nặng. Bây giờ con cổ trùng hoang dã này chạy mất rồi. Tuy nhiên, hai chỗ chiến đoàn khác còn mỗi nơi một con cổ trùng hoang dã. Có lẽ sẽ có trị liệu cổ. Mặc dù khả năng rất nhỏ, nhưng cũng phải thử một chút.
Sao lại xuất hiện con lôi quan đầu lang thứ tư? Tình báo nói không phải chỉ có 3 con lôi quan đầu đàn sao? Không đúng, trên người con lôi quan đầu lang này, quy mô bầy sói cũng không lớn lắm. Chẳng lẽ nào, đây là con lôi quan lang đàn tấn công Hùng gia trại? Bầy sói này đã xuất hiện ở đây. Vậy chẳng phải là Hùng gia trại? Hùng gia trại chết tiệt. Sao lại vô dụng như vậy? Vậy mà ngay cả một đợt công kích của sói cũng không chống đỡ nổi. Chờ đã, đây hình như không phải lôi quan đầu lang. Vậy mà là giáp đạp bối, năm hổ một báo, ba chó một ngao, 10 sói một bối, bối cũng thuộc họ sói, nhưng thông minh hơn sói gấp mấy lần, có trí tuệ không thua kém gì con người. Còn giáp đạp bối này, mặc dù về mặt chiến đấu hơi kém hơn lôi quan đầu lang bình thường, nhưng nó có trí tuệ như con người, khiến mức độ nguy hiểm của nó vượt xa lôi quan đầu lang. Thêm vào đó là vô số địa lang đại quân có thể điều khiển. Không trách Hùng gia trại bị diệt. Những gia lão kia kịch chiến lâu như vậy, chiến lực hao tổn rất lớn, căn bản là khó có thể tạo thành uy hiếp cho bầy sói. Quan trọng hơn là bọn họ nghi ngờ lẫn nhau, khó có thể hợp tác. Vạn thú vương không phải là trò đùa, phải rút lui, muộn một chút em là không đi được nữa.